Hello cả nhà thân yêu. Dạ em xin kính chào quý bà con cô chú bác nha. Hôm nay thì em đang đến cái khu vực này cũng là một cái địa điểm dành cho khách du lịch, nói chung là tham quan ngắm cảnh cả nhà ơi. Thì hôm nay em đến cái địa điểm gì, em xin mời cả nhà hãy cùng em đi tham quan ngắm cảnh chỗ này nữa nha. Dạ thì em cảm ơn cả nhà rất là nhiều nha. Dạ đây là cái tên của chỗ tham quan này cả nhà, Cameria Hill, là không biết cái gì luôn nha cả nhà. Nói chung là cái tên cái đó không biết cái gì luôn. Và đây là cái chỗ để mà cho mình đi vô tham quan nè, rất là rộng ha. Úi dồi ôi, rộng lắm nha cả nhà ơi. Thì bây giờ em sẽ đi vào cổng. Và cái cổng này á là mua vé ha, mỗi một người là 7 đồng. Quá trời đẹp luôn cái gì ơi. Úi giời ơi. Đồ mua dịp ơi. Úi giời ơi. Úi giời ơi, mê nghe cả nhà ơi, mê rồi, mê rồi. Wow. Đẹp cực kỳ luôn. Trời ơi, cái bông gì mà nó bự chạp má luôn. Tươi xanh luôn nghe cả nhà, rất là tươi, tươi xanh luôn. Nè. Coi hai người sống ảo cửa này. Úi dồi ôi, đẹp xuất sắc, đẹp bá cháy bù chét luôn nghe cả nhà. Và sau khi sống ảo bên một cái đám bông hoa bự siêu to khổng lồ, và em tiếp tục cuộc hành trình là đi ngắm cảnh. Mắc cười quá. Dạ mọi người biết sao không? Trời ơi em chụp. Hơi nghiêm, hơi nghiêm. Ôi cô. Trời, đẹp quá trời đẹp luôn cả nhà ơi. Úi dồi ôi, đẹp xuất sắc luôn. Trời ơi quá trời đẹp luôn cả nhà ơi. Vụ gì chứ mấy cái vụ bông hoa này, trời ơi nó chết mê chết mệt. Tắm đuối. Trời ơi đẹp quá trời đẹp luôn à. Trời ơi chỗ này đẹp quá, quá trời người ta lại ta chụp hình luôn nè. Quá trời đẹp luôn cả nhà ơi. Và cái đám này nó rất là đẹp nha cả nhà. Và cũng có rất là nhiều người xếp hàng đợi chụp ảnh. Nó người ta chụp ảnh trước em quay làm sao. Quá trời xuất sắc, quá trời đẹp luôn cả nhà ơi. Quá trời đẹp xuất sắc luôn. Trời lo quay phim không à cả nhà ơi, không có chụp được một tấm ảnh nào luôn. Trời ơi. Trời ơi, quá trời đẹp luôn cả nhà ơi. Trời ơi cái màu này coi nó đẹp nữa này cả nhà. Chết rồi, em vô đi em mê cái giường này quá trời mê rồi. Nè, wow, giờ kìa chính cha nó mua dịp bôi rồi không nhỉ. Trời ơi, không biết là vô đây ngắm cái gì luôn cả nhà ơi. Mà vô trong này mà thấy bông hoa kiểu này là thấy là đủ tiền rồi nha. Đủ tiền vé nha cả nhà. Nói chung mỗi một người 7 đồng. 7 đồng mà vô ngắm hoa như vậy là quá trời ngon lành cành đào luôn à. Quá trời xuất sắc, quá trời đẹp, đẹp bá cháy bù chét luôn. Ai cô ta. Ai cô. Ai cô. Ai cô. Trời ơi em la lên thấm nha, ai cũng nhìn em hết cả nhà. Trời ơi quá trời đẹp rồi. Ai cô. Nó mà dịp. Ai cô. Tè bạc. Ôi cô. Ôi cô. Ôi cô. Ôi cô. Ôi cô. Ôi cô. Ôi cô.
mua một cái vé 7 đồng là tính ra 140 ngàn đồng một người nghe cả nhà. Thì đi vô đây không có phí đâu. Rất là đẹp luôn. Đi ngắm mấy cái hoa này thôi là đã thấy đủ tiền rồi nghe cả nhà. Quá xuất sắc. Ồ, con tê giữa kia, có ủ đi giữa kia có sợ gì á. Tông bét cốt. Wow, té bát vô kia. I love you nè cả nhà. Trời ơi, có hai cái đường nè. Hai bên hoa. Quá trời đẹp luôn. Vừa quay phim vừa làm thợ chụp ảnh luôn cả nhà ơi. Trời ơi, chụp không kịp với hai bà chị em. Hai bà chị em quá trời sống ảo rồi. Mà công nhận đẹp xuất sắc luôn nha cả nhà. Vô đây rồi chụp hình ha, quay phim là đẹp bá cháy bù chét luôn. Ừ. La quá trời la cả nhà, khát nước quá trời giờ uống nước. Công nhận chui vô mấy cái cây này nó mát, dễ sợ mát luôn cả nhà. Hôm nay thằng nhỏ được đi du lịch quá đã luôn cả nhà ơi. Ra ngoài này có rất là nhiều cái chỗ mà để đi tham quan á, đẹp. Đẹp quá trời đẹp luôn, nhìn cái gì cũng đẹp. Ai cô bà nó bị gì po? Ui! Ủa trời em la lên, ai cũng nhìn em hết á cả nhà. Ôi trời ơi! Ai cô? Nó bị gì po? Nó bị gì po? Trời ơi cả nhà thấy xuất sắc chưa cả nhà? Ôi wow! Giữa kia nụ mua nốt hai rồi. Ôi trời ơi, trời ơi, đẹp quá trời đẹp luôn cả nhà ơi, xuất sắc. Trời ơi, mà cây này nó cao, công nhận nó cao kinh khủng thiệt. Biết bao nhiêu người đang đợi chụp hình nha cả nhà. Đó. Có rất là nhiều người đợi chụp hình luôn. Trời ơi, cả nhà ơi, thấy xuất sắc chưa? Quá trời đẹp xuất sắc luôn cả nhà ơi. Trời ơi, nãy giờ vừa quay phim vừa làm thợ chụp ảnh quá trời mệt luôn cả nhà ơi. Coi nè. Em không chụp được một tấm nào, chụp cho hai bà chị em quá trời chụp luôn. Cái này là đẹp từng cánh hoa luôn nha cả nhà, rất là xuất sắc nha. Và sau một hồi sống ảo bên một cái đống hoa và những cây hoa nó cao ơi là cao. Thì bây giờ tiếp tục cuộc hành trình nghe cả nhà. Trời ơi, mệt quá. Đi quá trời mệt luôn. Nói chung á, cái chỗ này á, mà buổi trưa mà mình đến đây mình đi ha, thì rất là đẹp luôn. Tại vì nó mát. Nó mát. Ui. Ở đây có một cái ao. Bông súng. Bông hoa lá hẹ vậy ta nó úi rồi ô nó đẹp. Mua một con vé có 7.000 thôi. Vào đây em nói quay phim chắc cầu mấy tiếng đồng hồ chưa hết nguyên cái khu vườn này nữa. Cho nên là em sẽ chia ra phần 1, phần 2 nha cả nhà. Chứ cái clip em nó dài quá cho dài xem rất là ngán. Cái nhà này không biết ai ở luôn á. Nói chung mà khách mà đến đây tham quan á, cả nhà ai cũng nói thì đẹp hết trơn á, rất là đẹp. Ở
ở đây mỗi một cái cửa mà mình đi đều có số hết cả nhà. Người ta nói là số mấy người ta cho mình nè. Nè. Giống như đây là cái cửa số 9 nè. Đây cửa số 9. Cái này giống đi vô cái chỗ mà rừng sinh thái cả nhà. Cây cối quá trời, mát mẻ. Ôi ôi. Cây cối quá trời mát mẻ luôn cả nhà. Giờ ở đây nó có từ cái cửa số 1 cho đến số 29 luôn nha cả nhà. Úi dồi ôi. Mà nãy giờ em đi, nói chung là đi là mệt luôn rồi đó. Mà mới có tới cửa số 9 à. Ôi ôi cái này à, tiền ở cả nhà người ta dục xuống nè. Ôi ôi thích chưa. Ồ, 진짜 너무 멋있어요. 대박! 대박이요! Bông này có nó đẹp xuất sắc cho cả nhà. Cả nhà ơi, em cho cả nhà xem cái này là cái gì không biết luôn. Nó rất là ngộ nghĩnh và nó lạ. Nó lạ ơi là lạ mà nó cũng đẹp ơi là đẹp luôn cả nhà ơi. Và cái bông màu vàng này cực kỳ đẹp luôn nha cả nhà. Và em đang lạc trong một cái khu vườn hoa cực kỳ đẹp. Thank you.
Dạ, video của em đến đây thì cũng đã dài rồi cả nhà. Em xin tạm dừng video tại đây ha. Một lần nữa thì em cảm ơn cả nhà thân yêu rất là nhiều đã bỏ ra cái thời gian quý báu xem video ủng hộ em nha. Dạ thôi thì em xin kính chào tạm biệt cả nhà. Và em xin hẹn cả nhà vào video clip kế tiếp nha cả nhà. Dạ thôi em xin kính chào tạm biệt. Bye bye.